Nếu bạn gặp một cái kiểu đàn ông, đó là chỉ khi quan hệ với các bạn thì mới nói những lời ngọt ngào, nói những lời âu yếm và mới gọi điện và nhắn tin cho bạn. Còn sau đó họ không gọi điện, không nhắn tin cho bạn thì điều đó có nghĩa là họ đang lợi dụng các bạn. Vậy họ đang lợi dụng các bạn thì các bạn cần phải làm gì? Đừng bao giờ nghĩ rằng người đàn ông yêu bạn, họ mới nói những lời ngon ngọt với bạn. Họ chỉ nói những cái lời ngon ngọt với bạn khi họ quan hệ với bạn. Thì có nghĩa là họ chỉ muốn quan hệ với bạn mà thôi, chứ không dành tình cảm cho các bạn. Các bạn nhớ nhá, dù có yếu đuối như thế nào, thì khi đó các bạn cũng phải mạnh mẽ để bước ra khỏi mối quan hệ. Sẽ coi người đàn ông đó là rác rưởi, chứ không phải là một người mà mình có thể yêu được. Một người thực sự yêu mình ý, thì họ phải biết tôn trọng các bạn. Nếu họ chỉ có thể quan hệ với bạn thôi ý, thì chắc chắn là họ sẽ không bao giờ tôn trọng các bạn đâu. Các bạn nên nhớ điều đó.